Bản lĩnh ngôi sao, một game show vui nhộn và hài hước. Xin chào, Minh Xu xin được lời chào đến với tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Tất cả phải thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao thông qua các màn tranh đấu. Nơi để những ngôi sao đến từ mọi lĩnh vực hội tụ. Nào, con giới thiệu với mọi người ngày hôm nay tinh thần của con khi đến với chương trình. Thắng. Ngắn gọn xúc tích. Dạ. Trinh. Vui. Hay lắm. Bình. Tiền. À, tiền hay. Nhân tố tạo nên tiếng cười bởi những chiêu trò không hồi kết. Em đến vì giải thưởng cao nhất của chương trình. Mọi người có nghĩ vậy không? Có nghĩ vậy chứ. Dạ nhưng vâng. Lấy được không? Em chưa biết. Tất cả phải thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao với các thử thách trong mọi tình huống. Hey, đây, nhảy nè. Nhảy đi. Hey. Quay lên. Phúc ơi, cố lên. Đúng chưa? Hãy cùng thư giãn và cười thắng ra tại chương trình Bản lĩnh ngôi sao được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.